gì đấy? Tôi là trưởng phòng ở đây đấy. Muốn làm việc ở đây phải thông qua tôi. Cô là trưởng phòng gì? Tôi mà cô cũng chẳng hiểu đâu. Cầm bộ hồ sơ này về đi. Tại sao tôi lại phải đi về? Nghĩ gì mà bước được vào đây hả? Đồ nhà quê. Tôi nghĩ người phải đi về là cô đấy. Cô quen được chủ tịch ở đây chắc. Cho dù chủ tịch có đang đứng ở đây, tôi cũng không cho cô vào đâu. Cô hãy cẩn trọng với lời nói của mình. Cô là ai? Sao lại làm ở Mỹ đây à? Chào chủ tịch. Cậu là trưởng phòng nhân sự kiểu gì mà không kiểm tra nhân cách của ứng viên à? Một người có nhân cách như thế này mà cũng gọi đến để phỏng vấn hay sao? Cho tôi xin lỗi ạ. Tôi sợ cạnh tranh nhiều nên mình nghĩ ra cách này. Mong chủ tịch tha lỗi ạ. Cô đừng có làm trò mèo đấy ở công ty của tôi. Công ty của tôi tuyển người có đạo đức chứ không phải người lừa gạt và dối trá như cô. Cô về đi. Có cái gói hàng tôi bảo anh cầm có chỗ tôi mà anh cũng không làm được nữa. Để tôi phải ra tận đây. Bây giờ đang mùa dịch, tôi không rời vị trí được. Nhờ ai xuống đây kiểm tra. Rồi bây giờ lại muốn xin thêm tiền đúng không? Cần bao nhiêu? Đây, bằng này đủ chưa? Anh làm lễ tân chứ có phải làm công việc như tôi đâu mới biết bận hay không? Tôi chỉ làm việc bình thường thôi. Chỉ là tôi... Thôi đừng có giải thích nữa. Tôi bận lắm, tôi không có thời gian đôi co với anh đâu. Anh đừng làm ra cái vẻ tội nghiệp đấy nữa. Tôi không có, chỉ là tôi đang giải thích. Giải thích? Giải thích cái gì? Ở đây thuê anh để về lắm mồm à? Có mỗi cái việc nhận hàng thôi, anh cũng không làm được nữa à? Em đang làm cái gì đấy? Em nhờ anh ta lấy hộ gói hàng ạ. Anh ấy không đồng ý lấy hộ là em xô ngã người ta. Không, em chỉ là... Từ ngày mai em không cần phải đi làm nữa. Đến cái việc tôn trọng người khác mà em cũng không làm được thì thử hỏi thái độ của em trong công việc sẽ như thế nào? Chủ tịch, em xin lỗi mà, em biết lỗi rồi ạ. Từ ngày mai em chuyển sang bộ phận lễ tân để làm việc. Như thế em mới có thể hiểu được công việc của họ. Chủ tịch. Chị, bà đang ngồi ở kia. Thấy ăn vạ cái gì không biết. Sao em lại nói người ta như thế? Cô ơi, sao cô lại ngồi ở đây ạ? Đây có phải là cái ví của cô đúng không ạ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Sao cô lại có chiếc ví này ạ? Sáng nay, lúc cô vừa đi qua, tôi thấy cô đánh rơi cái ví này. Mà cô đi nhanh quá, tôi gọi, cô không nghe thấy tiếng. Nên tôi cứ ngồi đây chờ cô để trả ví cho cô ạ. May mà có cô nhặt được, cháu cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Dạ không có gì đâu ạ. Chị được kiểm tra xem có đủ đồ gì không? Ví vẫn còn nguyên. Là định xin cái gì đấy? Có chuyện gì thế hả cô? Cô có thể cho tôi xin một ít tiền lẻ được không ạ? Em nói có sai đâu. Cô cần bao nhiêu ạ? Tôi xin cô 7.000 để đi xe buýt ạ. Cháu không có tiền lẻ, cô cầm giúp cháu với ạ. Ôi cô ơi, nhiều tiền lắm tôi không dám nhận đâu. Cô cứ cầm lấy đi ạ, coi như đây là tấm lòng của cháu. Tôi cảm ơn cô ạ. Tôi tới rồi đấy. Hôm nay không thấy anh nào trở đến. Đừng có nói lời người ta đồn là sự thật nha. Cháu với anh ấy chia tay rồi. Hai người quen nhau lâu rồi mà. Quen là một chuyện, giữ được hay không lại là chuyện khác. Nhớ không nhầm thì anh ta vừa mở thêm một cái resort nữa. Cha mà còn quen thì có khi mình đến đấy có thể giảm giá ấy. Tớ phải yêu anh ấy vì tiền á? Ai nhìn vào cũng đều thấy rõ điều đấy hết. Thấy rõ điều gì? Cậu quen anh ta chỉ vì tiền. Cậu nghĩ là tôi không đủ tiền để mua những thứ đấy à? Cậu nghĩ mình là chủ tịch nên có tiền sao? Quá đáng rồi đấy. Nếu mà các cậu muốn biết lý do chia tay ấy, thì là do anh ta đã để người thứ ba xem là mối quan hệ của bọn tôi. Phụ nữ với nhau thì đừng có hạ thấp nhau xuống như thế. Thời đại này, cái gì là đàn ông làm được, phụ nữ cũng làm được hết. Cô ơi cô. Có chuyện gì không cô ơi? Nếu không có việc gì thì cô để khi khác nói đi ạ. Cô có thể tạm ứng cho tôi trước lương tháng này được không cô? Con cũng biết là cô khó khăn, dịch dã như này công ty mình cũng phiền. Rồi con cho cô ứng, ai cũng đòi ứng thì con lấy tiền đâu ra? Sao cô lại muốn ứng trước lương ạ? Cháu của tôi nó đi học, bố mẹ bạn của cháu nó bị dính Covid nên cháu nhà tôi nó cũng phải đi cách ly. Có mỗi vậy thôi mà cô cũng ứng lương. Mà có khi nào cô nói như thế là cô cũng F2, F3 hay không ấy? Thôi hay con cho cô nghỉ ở nhà tránh Covid luôn. Cô ơi, giờ cũng mỗi mình tôi mà nghỉ việc thì cháu nó lấy gì ăn ạ? Thôi, gọi như tôi chưa từng nói gì với cô ạ. Cô từ từ đã. Có chuyện gì ạ? Lương thì không thể ứng trước được, nhưng mà tiền thưởng thì có. Đây là tiền thưởng cho việc thời gian qua cô đã rất chăm chỉ làm việc. Thật vậy ạ cô? Tôi cảm ơn cô ạ. Đây là số tiền thưởng mà cô xứng đáng nhận được. Vâng, thế này đủ lắm rồi ạ. Em cầm thẻ này đi ủng hộ phòng chống dịch dưới tên của công ty nhé. Số tiền cụ thể thì bên kế toán sẽ báo với em. Từ thiện gì chứ?
lấy một ít thì chắc không ai biết đâu. Dù sao đợt dịch này cũng thiếu gì người từ thiện. Wow, túi đẹp thế. Hàng limited đấy. Thế này là thế nào? Chị bảo em cầm tiền đi làm từ thiện, vậy mà em lại ăn chặn tiền à? Chắc là kế toán nhầm hay sao ấy ạ? Giấy tờ rõ ràng như thế này mà em còn định chối cãi à? Dịch bệnh công ty mình cũng không khá khẩm gì, nhưng mà vẫn cố gắng ủng hộ tiền để phòng chống dịch. Còn em lại làm ra những cái trò này à? Đừng nói cái túi này là bà lấy tiền từ thiện để mua ra. Em vì lợi ích cá nhân mà lại làm như thế. Em có biết ở ngoài kia có biết bao nhiêu bác sĩ, y tá đang rất vất vả để phòng chống dịch không? Sao lại làm ra những cái việc thiếu suy nghĩ thế? Chị ơi, chị tha lỗi cho em lần này thôi ạ. Bây giờ em đã biết thì muộn rồi. Từ ngày mai em không cần phải đi làm nữa. Chị ơi, chị. Chào mọi người, đây là bạn Giang, nhân viên mới ở công ty mình. Mọi người chỉ bảo thêm cho bạn ấy nhé. Em ngồi xuống đây cạnh Như Ý đi. Dạ vâng ạ. Nhân viên mới à? Dạ. À, em chào chị. Em mới vào, có gì chị chỉ bảo em ạ. Đi lấy hộ chị công nữa. Dạ vâng. À, chị bảo này, mang rác ở tất cả các phòng, mang đi đổ đi nhá. Dạ vâng ạ. Mang đống tài liệu này xuống dưới nhà photo cho tôi 7 bản nhá. Sau đấy mang vào phòng họp. Tiện thể xuống dưới nhà lấy hàng ship cho tôi nhá. Ừ, nhưng mà em đang bận viết báo cáo ạ. Thế bây giờ cô vào đây làm công hay làm chủ mà biện lý do ở đây hả? Mấy bản báo cáo của cô quan trọng hơn cuộc họp cấp cao à? Nhân viên mới nói thì làm đi. Nhiều lời. Dạ vâng ạ. Này, tiện xuống dưới nhà lấy hàng ấy thì mua hộ tôi cốc cà phê nhá. Tí lên tôi trả tiền sau. Vâng ạ. Của chị đi ạ. Ờ. Sao đang trong giờ làm việc, em lại ra ngoài mua đồ cá nhân đấy. Dạ, đấy em đã bảo rồi chị ạ. Em đã cản rồi, bảo thôi trong giờ làm việc thì đừng có ra ngoài mua. Nhưng mà có nghe đâu chị, cứ nằng nặc đòi đi ấy. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối nhá. Dạ, em biết rồi ạ. Làm xong nộp cái bản tổng hợp cho chị. Dạ. Rõ là chị nhờ em mua mà, sao chị lại nói thế với chị Trang? Bây giờ cô lại quay ra trách tôi à? Tôi có ép cô đâu. Cô không mua được thì cô từ chối đi. Chị... Thế ổn ảo quá. Làm việc đi. À này, cái tiền cà phê ấy, mai tôi trả nhá. Hôm nay mình nhớ là quên không mang ví. Cảm ơn nhá. Em thấy nhân viên mới làm việc thế nào? Chẳng làm được việc đâu chị ạ. Bạn ấy chả biết cái gì cả. Em chỉ bảo cho thì mặt cứ vênh lên. Trong giờ thì chẳng chịu làm việc gì cả. Làm ảnh hưởng đến cả em sếp ạ. Thôi được rồi, em về bảo bạn ấy đưa báo cáo cho chị nhé. Dạ, chào sếp ạ. Chị bảo em nộp báo cáo cho chị, mà sao bây giờ gần hết ngày rồi em vẫn chưa nộp? Dạ, chị nói khi nào ạ? Chị bảo Như Ý vào nói với em nộp báo cáo luôn cho chị mà. Em không nghe thấy ai nói gì cả. Như Ý, dạ, chị bảo em bảo Giang nộp báo cáo cho chị cơ mà. Em có nói rồi ạ. Thật sự em chưa nghe thấy chị nói gì cả. Này nhá, mày đừng có điêu nhá. Tao nói rồi mày không nghe thì thôi chứ. Em nói với bạn ấy khi nào? Dạ, em... Nhân viên mới mà em bắt nạt bạn ấy như thế à? Em đã không giúp đỡ chỉ bảo thì thôi. Tháng này em bị cắt nửa lương, cắt luôn cả thưởng nữa. Chị ơi, em biết lỗi rồi ạ. Cái mục này, tôi muốn chỗ này phải chi tiết hơn. Dạ vâng ạ. Anh hay lắm, tôi gọi bao nhiêu cuộc không nhấc máy. Chuyện của chúng ta kết thúc rồi. Anh cũng không còn chuyện gì để mà nói với em nữa đâu. Em xin lỗi chị vì chuyện riêng của mình đã để ảnh hưởng đến công ty ạ. Cô ta là ai đấy? Giờ anh lại còn dính vào cô ta nữa. Em làm cái gì đây? Anh hỏi tôi làm cái gì á? Khi không anh nói chia tay tôi thì anh có ý gì? Hay anh lại gian dí với con này? Này cô gái, cô nói chuyện cho cẩn thận. Cô nghĩ cô làm nhân viên văn phòng mà mình đoan trang lắm. Nhìn cô thì cũng là loại lẳng lơ thôi. Đây là chủ tịch của anh đấy. Chủ tịch thì làm sao? Cô ta mà anh chia tay tôi đúng không? Cô nói xong chưa? Chuyện của hai người thì mời ra ngoài giải quyết. Đây là công ty. Cái thứ đàn bà như cô ấy, lên được chức chủ tịch cũng chỉ là lên giường thôi chứ làm được gì. Tôi không cần biết chuyện tình cảm của hai người như thế nào, nhưng cô đừng có ở đây để sỉ nhục người khác. Làm như vậy chỉ hạ thấp giá trị bản thân cô thôi. Cậu mang hồ sơ về đi. Chị ơi, chị.